Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh của Duy các bạn đây là hai cái xe siêu phẩm, hai cái dòng xe mà có thể nói là đứng đầu của Mercedes-Benz hiện nay ha. Các bạn, hai chiếc xe flagship, hai chiếc xe đi đầu luôn. Đó thì chiếc màu đen bên đây là S450 Luxury và chiếc màu trắng ngọc trai này các bạn là S450 phiên bản L. Đó thì hai cái chiếc xe này các bạn, nó về ngoại hình nó sẽ giống nhau nhưng mà tại sao cái giá nó trên nhau khoảng tầm 500 triệu thì ngày hôm nay Duy sẽ cho các bạn xem hai cái chiếc xe này nó khác nhau và giống nhau như thế nào và tại sao cái giá nó trên nhau là 500 triệu đồng đó. Và các bạn thích cái chiếc xe nào hơn thì có thể là comment cho Duy biết ha. Ok, về phần đầu xe giữa S450L và S450 Luxury các bạn sẽ thấy cũng không có gì khác biệt hết các bạn. Vẫn cùng một thiết kế, hầu như là chúng ta sẽ không phân biệt được đâu là S450L và S450 Luxury. Đó, về phần đèn xe thì các bạn cũng sẽ thấy nè. Đó, thì cái đèn xe S của chúng ta bây giờ được thiết kế lại mới ha, cũng như là đây là cái đèn multi beam LED. S450L và S450 Luxury cũng sử dụng chung một đèn các bạn, đó là đèn multi beam hết rồi. Đó, phía trước giữa hai đầu xe của chúng ta thì sẽ có một cái camera 360 độ nằm ở đây ha, được lộ ra bên ngoài luôn. Thì đối với cái phiên bản 2020 ha, các bạn sẽ thấy là cái camera được giấu ở trong một cái nắp này ha, nhưng đối với phiên bản mới này của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là nó được lộ ra ngoài luôn. Đó, còn cái mặt này các bạn thì đây là cái phần mà cái cảm biến đó, giữ khoảng cách cũng như là những cái tính năng khác của cái chiếc xe S450 và S450 Luxury ha. Về cái phần này các bạn cũng sẽ thấy không có gì khác biệt luôn các bạn, vẫn có một cái chi tiết nẹp rơm ở đây ha, chi tiết nẹp rơm ở đây nữa. 6 cảm biến phía trước của phần đầu xe giúp cho chúng ta đậu xe, nó sẽ cảnh báo cho chúng ta để chúng ta đậu xe dễ dàng hơn ha. Đó, tiếp theo nữa thì cái điểm mà để mà nhận biết giữa hai cái chiếc xe này nó khác nhau thế nào các bạn, thì thực ra là chỉ có phần bộ mâm xe thôi. Và nếu những anh chị khách hàng nào rất là tinh tế luôn mới có thể là thấy được cái sự khác biệt giữa hai cái bộ mâm xe này, bởi vì là hai cái bánh xe này nó chỉ xê xích nhau là 1 inch thôi các bạn, cho nên là nó rất là nhỏ ha. Bộ mâm S450 Luxury thì được thiết kế như thế này, nó nhìn nó rất là thể thao đa năng này các bạn nha. Ở bên trong được sơn màu đen cũng như là bên ngoài là để lộ cái mặt nhôm đó, nhìn nó, chiếc xe của chúng ta nó không còn cái sự già nua, không còn cái sự nghiêm túc nữa, mà thay vào đó là S450 hoặc là S450L của chúng ta là nó sẽ trẻ trung và cá tính hơn. Đó, đây là thiết kế của bộ mâm xe S450L các bạn, nhìn nó cũng na ná nhau, tương tự nhau ha. Đó, cho nên là Duy nghĩ là những anh chị mà phải tìm hiểu thật là kỹ mới có thể phân biệt được hai cái chiếc xe này, đâu là S450L và đâu là S450 Luxury. Và một cái điểm nữa các bạn là dễ nhận biết giữa S450 Luxury và S450L thì ở đây chi tiết này Duy sẽ cho các bạn xem. Này, toàn bộ cái kính khoang sau của S450 Luxury đây là kính cách nhiệt và kính cách âm luôn, cho nên là các bạn sẽ thấy là cái kính của chúng ta có một cái lớp màu đen, mặc dù đây là cái chiếc xe nguyên bản từ nhà máy về, bên Duy chưa có dán phim cách nhiệt gì hết ha. Và S450L của chúng ta thì kính trước và kính sau nó cùng màu với nhau luôn đó, kể cả cái kính sau cùng nữa đó, cho nên là đây là một cái điểm mà thứ hai để phân biệt giữa S450 Luxury và S450L đó. Ok các bạn, và tiếp theo nữa các bạn thì S450 Luxury và S450L đều có sử dụng cái chế độ là hiển thị thông tin trên kính chắn gió, cho nên các bạn sẽ thấy ở đây có một cái máy chiếu nè. Và S450L ở đây của chúng ta thì sẽ không có máy chiếu. Đây là một cái điểm phân biệt thứ ba nữa các bạn nha. Đó, nếu mà chúng ta đứng bên ngoài, đó là ba cái điểm để mà chúng ta phân biệt. Đó, còn lại hầu như là về cái thiết kế của chúng ta thì cũng sẽ không có gì mà khác nhau, hầu như là y chang. Nếu mà chúng ta thay cái lớp xe, bánh xe này thành một cái bánh xe của S450 Luxury hoặc là một cái bánh xe khác nữa các bạn, thì chúng ta hầu như là rất là khó phân biệt luôn, kể cả gì cũng khó phân biệt. Tiếp theo nữa các bạn thì về phần ngoại hình giữa hai chiếc xe này thì ngày hôm nay Duy cố tình là chọn cái chiếc xe S450 màu trắng và S450 Luxury màu đen
cũng như là cái phối màu ở bên trong là chiếc xe màu trắng thì chúng ta sẽ sử dụng nội thất màu đen, cũng như là chiếc xe màu đen của chúng ta thì sử dụng cái nội thất màu nâu. Cho nên là Di muốn là cho các bạn xem được cái hai cái chiếc xe này nó sẽ đối lập với nhau, cũng như là cho các bạn xem về màu sắc cũng như là những cái nội thất ở bên trong nó cũng rất là đa dạng ha. Đối với cái chiếc xe S450 L màu trắng này các bạn, đây là cái màu trắng ngọc trai, cho nên là khi mà các bạn nhìn gần á, các bạn sẽ thấy là cái màu của nó rất là đặc biệt luôn. Ở bên trong nó có rất là nhiều những cái hạt ánh kim, nó gọi là metallic đó các bạn. Đó thì cái màu trắng ngọc trai này, đây là một cái màu trắng option, có nghĩa là chúng ta phải trả tiền thêm, kết hợp với là cái bộ mui xe của chúng ta là được màu đen, là các bạn được sơn màu đen cũng như là panoramic sunroof. Cho nên các bạn thấy là cái chiếc S450 màu trắng này nó cực kỳ nổi bật ở cái phần mà tương phản giữa mui xe và cũng như là cái màu sơn của xe ha. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt đối với chiếc xe màu trắng. Còn đối với chiếc xe của màu đen của chúng ta thì hầu như là chúng ta cũng sẽ không có thấy là cái sự khác biệt giữa phần mui xe với lại cái phần nước sơn ha. Đó là một cái điểm khác biệt giữa hai cái màu này. Ok, bây giờ Di cũng sẽ cho các bạn xem ha cái phần động cơ của hai cái chiếc xe này nha. Thì thực sự là hai cái chiếc xe này nó sử dụng cùng một cái động cơ các bạn nha, cho nên là nó rất là giống nhau luôn. Cho nên là Di chỉ cho các bạn xem ở cái động cơ trên S450 Luxury thôi. Sorry các bạn, Di quên là S450 bây giờ các bạn, cái cách mà mở capo á, nó cũng sẽ khác so với lại những cái chiếc xe trước đây. Là khi mà chúng ta muốn bật cái nắp capo này lên á, chúng ta sẽ gạt cái lẫy hai lần ha. Ok, đó, như vậy thì Di mới mở được cái nắp capo. Chứ chỗ này nó cũng sẽ không có một cái lẫy để chúng ta mở. Đây là động cơ của S450 Luxury cũng như là S450 L. Đây là 6 cái xi lanh nè các bạn. Các bạn thấy nè, có chữ 6 xi lanh nè. Thì đây là động cơ 6 xi lanh thẳng hàng 3.0 của Mercedes-Benz kết hợp với lại cái motor điện 48V. Đó thì cái công suất của động cơ này là 367 mã lực các bạn, kết hợp cùng với cái hộp số tự động là 9 cấp, 9 gear tronic tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ, cũng như là với cái hộp số này thì nó sử dụng hầu hết trên tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hiện nay, cũng như là những cái dòng xe Maybach của bên Di luôn, hoặc là những cái chiếc xe SUV cỡ lớn như là GLS hoặc là GLS Maybach. Đó, về phần động cơ của chúng ta thì các bạn sẽ thấy là nó thành một cái cụm ha, rất là gọn gàng luôn, rất là đẹp luôn. Thì phải nói là Mercedes-Benz thiết kế ở cái phần động cơ cực kỳ đẹp luôn các bạn, rất là chỉnh chu luôn. Và thực ra là Di cũng đã cho các bạn xem những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz rồi ha, kể cả dòng xe C-Class, E-Class hoặc là kể cả S-Class luôn. Động cơ nó được thiết kế rất là chặt chẽ cũng như là gọn gàng. Đó, khi mà chúng ta mở cái nắp capo lên thì chúng ta sẽ không thấy có một cái sự gờ rạc gì ở đây hết. Đó, thì S-Class của chúng ta các bạn, nó là một cái chiếc xe mà có thể nói là đi đầu trong tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz. Cho nên tất cả mọi thứ của chiếc xe S-Class này được làm một cách chỉnh chu nhất. Các bạn sẽ thấy là ở khu vực này có một cái tấm xốp nè các bạn, màu đen ha, cũng như là một cái tấm giống như bằng nhôm. Đó, thì cái tấm này các bạn có tác dụng là cách nhiệt cũng như là cách âm. Cho nên là khi mà chúng ta đóng cái nắp capo này lại á, thì các bạn sẽ thấy những cái đường này nè, nó sẽ khích lên trên những cái đường ron này. Đó, cho nên là nó sẽ tách biệt hoàn toàn cái tiếng ồn của động cơ, làm sao mà coi như là tối thiểu nhất có thể là lọt ra bên ngoài cũng như là lọt vào trong cabin. Đó, thì S-Class mà khi mà chúng ta ngồi trên cái chiếc xe này, chúng ta chạy ngoài đường, các bạn hình dung nó giống như một cái đĩa bay ha, có nghĩa là nó cực kỳ êm ái luôn, cực kỳ sướng. Nói chung là đối với các chiếc xe S đó, hoặc là những cái dòng xe rất là cao cấp bên Di, thì cái sự vận hành thì mình cũng không cần phải nói nhiều nữa, bởi vì là các anh chị đã đi tới xe S-Class rồi thì những cái về yêu cầu mà bắt buộc mà cao cấp nhất của một cái chiếc xe hơi thì nó đều có trên chiếc xe S-Class này ha. Ok, trước tiên thì Di sẽ cho các bạn xem hai chiếc xe này nó giống nhau như thế nào trước ha. Một lát nữa thì Di sẽ cho các bạn xem cái sự khác nhau. Hầu như là khi mà xe của chúng ta di chuyển ngoài đường các bạn, thì từ ở phía đuôi xe chúng ta sẽ không thể nào phân biệt được giữa hai chiếc xe S450 Luxury và S450 L. Đó, các bạn thấy S450 Luxury nó cũng không có một cái chữ Luxury ở đây, hoặc là S450 L không có cái chữ gì ở phía sau hết, ngoại trừ là có cái chữ S450 ở đây thôi. Về phần đèn xe thì S450 của chúng ta được thiết kế nè các bạn, đây là một cái thiết kế mà Di thấy là nó rất là cá tính ha, rất là độc đáo luôn. Đèn xe S-Class nó sẽ không làm giống như là to bản nữa, mà là nó được vuốt nhọn ha. Bây giờ nhìn nó rất là trẻ trung và rất là thể thao luôn.
Tiếp theo nữa các bạn là phần bô xe của chúng ta nè. Đó, bô xe của chúng ta thì nó vẫn là giống nhau giữa hai cái bô xe luôn, cũng không có sự khác biệt gì giữa hai cái chiếc xe này hết. Đó, thì đó là cái phần mà thiết kế tổng thể của cái chiếc xe. Đó, về phần công nghệ của chiếc xe, về những cái tính năng an toàn, về những cái tiện nghi bên trong xe thì nó sẽ khác nhau thế nào. Thì bây giờ Di sẽ mời các bạn ha. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái chất liệu da giữa hai cái ghế này các bạn nha, giữa hai cái nội thất này các bạn. Thì đối với cái chiếc xe S450 Luxury của chúng ta thì nhà sản xuất Mercedes-Benz nói là đây là cái da Nappa cao cấp, hay gọi là Nappa Exclusive. Đó, còn ghế da của chiếc xe S450 phiên bản Ender, đây là ghế da Nappa thôi. Nhưng mà thực sự Di thấy là hai cái chất liệu da của hai cái chiếc xe này các bạn, nó rất là khó phân biệt luôn. Di hầu như là Di cũng không phân biệt được là đâu là da Nappa Exclusive cũng như là đâu là da Nappa nữa. Đó, hầu như là nó rất là mềm, rất là mát, và cũng như là cái bề mặt của da hầu như rất là khó phân biệt luôn. Cái đó là thực ra là Di chịu luôn các bạn, Di bó tay luôn ha. Đó, mặc dù là nhà sản xuất công bố là hai cái chất liệu da này nó khác nhau. Đó, tiếp theo nữa là cái khu vực táp lô nè các bạn. Khu vực này mình Di gọi là khu vực táp lô nha, cũng như là ở đây ha. Đó thì S450L sử dụng một cái chất liệu da là da Artico. À, da Artico nè các bạn. Đó, còn tiếp theo nữa là cả S450 Luxury của chúng ta thì sử dụng da Nappa cho tất cả luôn. Ở khu vực ở trên táp lô cũng như là ở trên thành cửa luôn các bạn nha. Đây. Đó, thì các bạn sẽ thấy là da Nappa thì cái bề mặt nó sẽ bóng, cũng như là nó tương tác kết hợp với lại cái chất liệu da trên cái ghế, nó giống như gọi là một cái sự liền mạch với nhau. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái phần trang trí ha, những cái chi tiết ốp ở đây đó, cũng như là ốp trên cửa nè, các bạn thấy là nó cũng có sự khác nhau giữa hai chiếc xe này. Thì cái này là ốp gọi là ốp sợi kim loại các bạn nha, ốp sợi kim loại. Còn đối với S450 thì chúng ta sẽ ốp gỗ ha, màu nâu, màu xám sần các bạn nha. Đó, chúng ta sờ vào chúng ta sẽ cảm giác là giống như là gỗ thật luôn các bạn. Đó, để là cái vân gỗ tự nhiên luôn. Cho nên là đây là cái chi tiết trang trí thôi các bạn, cho nên là tùy theo cái sở thích của mỗi người. Đó, và ngoài ra thì cái phần vô lăng giữa hai cái chiếc xe này á các bạn, nó cũng hầu như là y chang nhau luôn. Cái vô lăng của chúng ta đều là được bọc da Nappa cho nên nó rất là êm, rất là êm. Đó, thì kích thước của vô lăng, hình dáng của vô lăng cũng như là những cái tính năng sử dụng trên cái vô lăng của hai chiếc xe này nó là đều giống nhau hết luôn các bạn. Đó, và một cái điểm nữa các bạn, là trên cái vô lăng các bạn sẽ thấy là nó có cái biểu tượng là hai cái chiếc xe nè các bạn, nó khoảng cách giữa hai cái chiếc xe. Thì đây là cái tính năng giữ khoảng cách Distance Less ha. Thì đối với hai cái chiếc xe S450L và S450 Luxury của chúng ta thì đều có cái tính năng an toàn là giữ khoảng cách giống nhau luôn, cũng như là có cái tính năng là cảnh báo điểm mù nữa các bạn. Đó, ngoài ra thì hai chiếc xe này còn thêm một cái tính năng an toàn nữa, đó chính là hệ thống mà coi như là tự động phanh ha. Nó gọi là hệ thống phanh chủ động. Đó, giữa hai cái chiếc xe này đều giống nhau. Thực ra về tính năng an toàn giữa hai cái chiếc xe này các bạn, nó giống nhau luôn, vận hành giống nhau luôn. Nó cũng không có khác gì, chỉ khác là những cái tính năng về option, những cái đồ chơi nhỏ thôi ha. Ngoài ra nữa các bạn, điểm mà khác biệt giữa hai cái chiếc xe này các bạn, đó chính là S450 Luxury của chúng ta có đánh lái bánh sau nữa. Đó, thì với cái tính năng đánh lái bánh sau này, nó giúp cho S450 của chúng ta, một chiếc xe to lớn như thế này các bạn, thì cái bán kính quay vòng nó rất là hẹp luôn, hẹp tương đương với một cái chiếc xe C-Class ha, hoặc là một cái chiếc xe rất là nhỏ gọn. Đó, đây là một cái tính năng mới trên cái chiếc xe S450 Luxury mà S450L này không có. Thì các bạn có cần thiết không các bạn? Đó, với cái tính năng này thực ra thì Duy nghĩ là nếu mà có thì chúng ta sẽ tốt hơn, hoặc là không có cũng chả vấn đề các bạn. Nó cũng sẽ là một cái tính năng để giúp ích cho chúng ta khi mà chúng ta xoay chuyển trong những cái đoạn đường hẹp thôi. Đối với Duy các bạn thì Duy sẽ coi như là không cần thiết lắm, nhưng mà không biết là đối với các anh chị các bạn thì như thế nào, thì có thể là cho Duy biết ha. Ok. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là hai cái màn hình phía trước của hai cái chiếc xe S450 và S450 Luxury, đây là cái màn hình MBUX thế hệ mới nhất, đó với kích thước là 12.8 inch ha các bạn. Đó, giống nhau luôn các bạn, sử dụng giống nhau tất cả mọi thứ. Thì các bạn sẽ thấy là S450 bây giờ các bạn là được thiết kế cái phần nội thất nó rất là gọi là tối giản luôn. Đó, những cái chi tiết mà nút bấm ha, các bạn sẽ thấy bây giờ nó sẽ không còn nhiều nữa. Thay vào đó là chúng ta có thể là điều khiển tất cả mọi thứ trên cái màn hình cảm ứng của chúng ta luôn ha, quá là tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là cái S450 bây giờ các bạn, cái phần nội thất nè, nó sẽ thiết kế rất là khác so với cái phiên bản trước đây.
khi mà chúng ta ngồi vào cái ghế trước đây của chiếc xe S các bạn, thì các bạn sẽ thấy là cái ghế nó rất là to đó, ngồi vào thì chúng ta sẽ bị lọt thỏm vào. Nhưng đối với cái chiếc S phiên bản mới 2022 này thì khi chúng ta ngồi vào, chúng ta cảm giác là cái ghế nó ôm vào người của chúng ta, là các bạn thấy nè, hai cái mép này nó rất là dày nè các bạn nha. Đó, ngồi vào thì chúng ta sẽ ôm vào người luôn, và chúng ta có thể là điều chỉnh được cái này luôn các bạn nha. Đó, khi mà ngồi vào cái cảm giác của cái chiếc xe S-Class này ở cái khoang lái các bạn, thì các bạn không còn phải là giống như là giống như trước đây các bạn nghĩ là các anh chị nghĩ là ngồi vào chiếc xe S-Class lái là giống như là tài xế ha. Nhưng mà đối với cái chiếc S ngày nay các bạn, nó không hẳn như vậy nữa, bởi vì là chiếc S-Class bây giờ được thiết kế lại trẻ trung dành cho những cái anh chị khách hàng mà trẻ ha, có độ tuổi trẻ hơn, cũng như là với cái thiết kế bên ngoài bên trong thì các bạn thấy ha, rất là thể thao, rất là cá tính. À, các bạn thấy không? Ok, nữa các bạn sẽ thấy ở đây có một cái phần gói đầu ha. Thì bốn ghế của chúng ta đều có bốn cái gói đầu luôn. Trước đây thì S-Class của chúng ta chỉ có hai cái gói đầu cho ông chủ ngồi phía sau thôi. Đó, nhưng mà bây giờ rất là nhiều những anh chị khách hàng chủ cái xe và tự lái luôn các bạn, và nói ủa sao cái xe S của chúng ta nó sẽ không có cái gói đầu phía trước này nọ ha. Nhưng mà bây giờ chiếc S của chúng ta, tất cả các ghế đều là ghế của ông chủ các bạn nha, không còn phân biệt ghế ông chủ hay là ghế tài xế nữa. Các bạn sẽ thấy S-Class bây giờ nè, được thiết kế những cái cần xi nhan hoặc là những cái cần số ha, cũng như là những cái khe gió máy lạnh khu vực này cũng vậy, nó được thiết kế lại mới hầu như là hoàn toàn luôn các bạn nha. Không có giữ một cái nét gì của cái chiếc xe S-Class phiên bản trước đó hết. Đó, cũng như là cái trần xe của S450 Luxury nè các bạn, nó sẽ là cái trần xe bọc bằng chất liệu, cái này ghi gọi là chất liệu da Dynamica, nó giống như là da lộn á, cho nên là khi mà chúng ta sờ vào á, chúng ta sẽ cảm giác nó mịn, nó mát, cũng như là Duy nghĩ là ít nhiều cái chất liệu da này nó cũng sẽ làm cho chiếc xe của chúng ta cách âm tốt hơn nữa cũng không chừng. Đó, về trần xe các bạn sẽ thấy là như vậy đối với S450 Luxury. Còn S450 phiên bản tiêu chuẩn á, thì cái trần da thì được thiết kế bằng vải thôi. Đó, bằng vải, bằng nỉ thôi các bạn nha. Nó sẽ không được bọc bằng cái chất liệu vải Dynamica. Đó là cũng là sự phân biệt giữa hai cái chiếc xe này, nó sẽ khác nhau như thế nào. Đó, tiếp theo nữa, Duy sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau của hai cái chiếc xe S450 và S450 Luxury ha. Khi mà chúng ta ngồi vào cái hàng ghế ở phía sau này các bạn, thì chúng ta mới thấy là không thể nào phủ nhận là chiếc xe S450 Luxury là một chiếc xe đúng chất dành cho ông chủ. Bởi vì là khi mà Duy ngồi vào cái ghế này các bạn, một cái độ nghiêng, một cái độ ngã, cũng như là cái ghế nó thiết kế cực kỳ thoải mái luôn, cũng như là cái khoang để chân ở chỗ này nó cực kỳ rộng rãi. Đối với cái chiếc xe S450 phiên bản mới 2022 này, nó sẽ dài hơn, rộng hơn so với cái S2020-2021. Và một điều nữa, khi mà chúng ta ngồi ở cái vị trí ghế này các bạn, chúng ta có thể điều chỉnh hết được tất cả những cái cửa ở khu khoang sau ha, cửa sổ trời cũng như là cái rèm xe ở phía sau nữa. Đèn viền nội thất của chiếc xe S450 các bạn, nó không thể nào mà thiếu được hết, cũng như là với tất cả những cái chiếc xe Mercedes-Benz hiện tại bây giờ luôn, đèn trang trí nội thất là một cái điểm mà coi như là khách hàng cực kỳ thích luôn, và hầu như không có chiếc xe nào bên Duy mà không có cái đèn viền nội thất này nữa. Đó, và tiếp theo nữa các bạn, một cái sự đáng tiếc trên chiếc xe S450 này, nhưng mà có thể cái điều đáng tiếc này là cũng là một cái mà làm cho những anh chị khách hàng, một số anh chị khách hàng thích hơn, cũng như là một số anh chị khách hàng không thích, đó là cái phần màn hình của chiếc xe S450 bây giờ nó sẽ không còn nữa các bạn. Cho nên là trước đây cái giá bán của chiếc xe S450 này nó rơi vào tầm là 5.749.000.000, thì ngày nay nó sẽ giảm 200.000.000 ha, cho cái option này. Đó là hiện tại bây giờ chiếc S của chúng ta là còn lại 5.549.000.000. Đó, chúng ta sẽ bỏ cái màn hình này rồi. Thực ra thì nếu mà chiếc xe S của chúng ta có một cái màn hình ở đây nữa thì Duy nghĩ là nó cũng sẽ đầy đủ hơn, cũng như là đôi khi là cả ông chủ các bạn ha, ông chủ của chúng ta có thể ngồi phía sau, có thể là xem phim giải trí hay là nghe nhạc coi như bằng headphone tự điều chỉnh luôn, không có cần phải nhờ mấy anh tài xế nữa. Đó, nhưng mà đối với S-Class bây giờ lại không còn. Đó, nhưng mà những anh chị khách hàng mà chỉ lái xe thôi các bạn. Đó, hoặc chỉ lái xe, hoặc là đôi khi là hai vợ chồng chỉ ngồi ở phía trước thôi, không có ngồi phía sau nhiều, thì đôi khi là giảm bớt cái màn hình này nó cũng là một cái lợi điểm, bởi vì là chúng ta tiết kiệm được tới khoảng 200.000.000 đồng ha.
Đó thì Duy nghĩ là có những anh chị khách hàng rất là thích, cũng như có những anh chị khách hàng sẽ không thích cái sự mà coi như tinh chỉnh này nữa. Ok, nói chung là đối với các chiếc xe S-Class thì có nói nhiều 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 như thế nào đi nữa các bạn thì nó cũng sẽ không có thể hết được. Đó, dàn âm thanh của S450 cũng như là S450 Luxury của chúng ta thì sử dụng chung một cái hệ thống âm thanh luôn, đều là cái âm thanh 13 loa của Boommaster, công suất là 590W. Bây giờ cũng không còn sự phân biệt giữa cái hai dàn loa nữa các bạn. Hai dàn loa này chúng ta rất là giống nhau. Hầu như nãy giờ Di chia sẻ cho các bạn hai cái chiếc xe này thì các bạn thấy không? Gần gần như là giống nhau rất là nhiều. Đó, giá thì chênh lệch nhau khoảng 500 triệu thì các anh chị các bạn chọn cái chiếc xe nào ha, thì có thể là comment cho Duy biết. Ngoài ra nữa thì cái khu vực này các bạn, trước đây thì cái S450 phiên bản L của chúng ta sẽ không có khu vực để máy tính bảng, nhưng đối với S450 phiên bản L hiện tại bây giờ chúng ta vẫn có cái trang bị máy tính bảng giống như trên cái S450 Luxury luôn. Đó, rất 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 là tuyệt vời các bạn. Đó là một cái chi tiết rất là hay trên chiếc xe S450L các bạn nha. Khu vực này thì chúng ta sẽ làm cũng trống không có gì hết ha. Chúng ta có thể để được một số cái vật dụng nhỏ nhỏ ở trong này. Tiếp theo nữa là S450 Luxury hay S450L các bạn, chúng ta đều có cái tính năng bợ bắp chân. À, rất là tuyệt vời luôn các bạn nha. Khi mà chúng ta di chuyển trên một cái đoạn đường dài 5 tiếng, 3 tiếng hoặc là 7 tiếng các bạn, thì cái việc mà chúng ta nghỉ ngơi trên xe, ngủ trên xe cũng như là có một cái bợ bắp chân để chúng ta duỗi chân ra như thế này thì nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì Duy nghĩ là cái chiếc S450L hay là S450 Luxury này các bạn, nó không chỉ là một cái chiếc xe dành cho thương gia, không chỉ là một cái chiếc xe dành cho những cái doanh nhân thành đạt nữa, mà có thể đây là một chiếc xe dành cho gia đình đó. Bởi vì là gia đình của chúng ta thường là sẽ có ông bà lớn tuổi ha, đó thì cái ghế này có thể là cái ghế dành cho ông bà của chúng ta. Khi mà ông bà ngồi thì cảm giác là nó thoải mái, rất là thoải mái, cho nên là như thấy là đối với nhu cầu của anh chị khách hàng hiện tại bây giờ các bạn, không chỉ là một cái chiếc xe sang nữa, mà chiếc xe sang đó nó phải đáp ứng được đầu đầy đủ công năng của một chiếc xe gia đình nữa ha. Ok, bây giờ Di sẽ đi qua cho các bạn xem cái chiếc xe S450L nó cũng sẽ có cái bệ bắp chân giống như thế này ha các bạn nha. Đây nè các bạn thấy không? Đó, vẫn có bờ bắp chân. Thì trước đây đối với cái phiên bản S450 tiêu chuẩn với lại S450 Luxury á, đây cũng là một cái sự phân biệt giữa hai chiếc xe. Nhưng đối với cái phiên bản mới bây giờ các bạn, rất là giống nhau, không có khác gì hết trơn luôn. Thật ra nãy giờ nói rất 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 là nhiều luôn các bạn, nhưng mà các bạn chọn cái chiếc xe nào ha, với cái giá trên nhau 500 triệu thì tùy theo các anh chị các bạn thôi. Đó thì ok, bây giờ Di sẽ kết thúc video clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di, cũng như là quan tâm về hai cái chiếc xe S450 này thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo nha.